Pravin, cầu thủ vừa vào sân bên phía đội tuyển Ấn Độ, trận đấu trước cũng được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng anh thay thế cho Kurunian sau khi cầu thủ mang áo số 22 này đã ghi được bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay thì anh vào sân để thế chốt cho Samat, cầu thủ đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Zingan, Kosam, Sandes Zingam. Tốc độ trận đấu lúc này đã chậm lại. Zingam, Kosam. Và phối hợp không hiểu ý nhau giữa Kurunian và đồng đội. Pravin vừa rồi đã băng lên hơi nhanh. Tiến Linh, Hùng Dũng mở bóng rất thoáng sang cho Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài, trọng tài xác định đó là quả ném biên dành cho đội tuyển Ấn Độ. Sau trận đấu này, các tuyển thủ của chúng ta sẽ trở về tập trung câu lạc bộ và thi đấu tiếp tại đấu trường giải vô địch quốc gia V-League vào cuối tuần này. Pravin, Zingam, Hồ Tấn Tài. Việt vị và băng xuống của Công Phượng, phía trong là Tiến Linh. Công Phượng đưa bóng vào cắt mặt khung thành của đội tuyển Ấn Độ nhưng không cầu thủ nào áp sát để dứt điểm. Đó là thời điểm mà Tiến Linh đã lùi về phía sau. Đỗ Duy Mạnh, Công Phượng và phối hợp đánh gót không thành công với Tiến Linh. Phát xuống của Kurunian nhưng cầu thủ này đã bị bắt việt vị. Kurunian quá ham bóng và đã có một tình huống va chạm nguy hiểm với Nguyên Mạnh. Kurunian không hiểu là sau đó đã có những lời lẽ gì khiến các cầu thủ của chúng ta không hài lòng. Nhìn cách phản ứng của Quế Ngọc Hải thì anh cho rằng là Kurunian đã có động tác chơi xấu, đã có tình huống đạp chân. Nhưng pha quay chậm cho thấy là Kurunian cũng đã thu chân. Đó là một pha bóng mà cầu thủ tấn công mang số 22 của đội tuyển Ấn Độ đã không cố tình chơi xấu. Những tình huống bóng như vừa rồi, nếu như gặp những cầu thủ cố tình chơi xấu thì thủ môn Nguyên Mạnh chắc chắn sẽ bị rất đau. Đường chọc khe hơi mạnh của Thapa. Đến lúc này thì cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Ấn Độ vẫn thuộc về tình huống dứt điểm trong vòng cấm không thành công của Kurunian. Thái Bình, phải nói rằng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang quá dư thừa các cầu thủ ở vị trí trung vệ. Ngày hôm nay ba trung vệ của chúng ta là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Thanh Bình. Và trên băng ghế dự bị vẫn còn những cái tên khác như là Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đó còn có Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Trung. Duy Mạnh, Công Phượng, Thanh Bình, Đoàn Văn Động. Những phút cuối cùng của hiệp 1, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Đỗ Hồng Dũng, bóng vượt trong sân, Tấn Tài, dứt điểm.
tiếp tục là một sự lựa chọn giống như Công Phượng trước đó, một cú dứt điểm chìm và góc xa, nhưng bóng lại đi chạy khung thành. Đường truyền thể hiện khả năng quan sát rất tốt của Đỗ Hùng Dũng. Sau đó là tình huống bắt tốc độ của Phan Văn Đức trước khi chuyển ngược trở lại cho Hồ Tấn Tài. Tấn Tài cũng đã rất bình tĩnh, đưa bóng bằng chân trái và tung ra cú dứt điểm bằng chân phải. Chỉ tiếc là pha dứt điểm không được như ý. Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đã bị đẩy sau. Tình huống phạm lỗi của Pravin. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 nhờ pha lập công đẹp mắt của Phan Văn Đức. Ông Park có vẻ như đang gọi một cầu thủ dự bị nào đó. Nguyên Mạnh lúc này thực sự chưa gặp phải quá nhiều sức ép. Đây là Sunil Chetri. Đường truyền cho Kurunian. Kurunian và Thanh Bình. Cú dứt điểm đã qua được Thanh Bình nhưng Quế Ngọc Hải đã đứng lót phía sau và phá bóng lên. Vừa rồi là một tình huống tấn công rất nguy hiểm của cầu thủ Ấn Độ, xuất phát từ một pha xử lý không chắc chắn của trung vệ trẻ Thanh Bình. Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam dường như đã bắt bài được những tình huống đi bóng vào trung lộ và dứt điểm của Kurunian rất nguy hiểm. Tình huống tung ra cú dứt điểm nhưng không thể chạm được bóng là của Kumam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0. Nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Tấn Tài. Chút nữa tỷ số là 1-1. Cú đánh đầu là của tiền đạo đội trưởng Sunil Chetri. Sự nuối tiếc của ban huấn luyện bên phía đội tuyển Ấn Độ. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu lái bóng ra góc xa rất nguy hiểm của Sunil Chetri. Hiệp 1 được bù giờ 2 phút. Chúng ta cùng xem lại cơ hội rất nguy hiểm vừa rồi của Sunil Chetri. Một tình huống chuyền bóng đầy cảm giác từ bên phía cánh trái của Misra. Đã có hai pha bóng rất nguy hiểm trong hiệp 1 của trận đấu dành cho đội tuyển Ấn Độ. Đó là một tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Kurunian và vừa rồi là cú đánh đầu của đội trưởng Sunil Chetri. Chút nữa thôi thì anh đã có được bàn thắng thứ 85 cho đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Phan Văn Đức. Hồng Dũng. Vẫn là Đỗ Hồng Dũng. Quá ngây. Được chuyển ngược trở lại thì đã bị bắt bài. Đó là tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự tốt của tiền vệ tấn công Thapa. Tiến Linh. Tiến Linh chưa có bất cứ một cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn San Hu kể từ đầu trận. Hồng Dũng. Quang Hải. Công Phượng. Không được. Công Phượng không dứt điểm mà thực hiện được chọc khe. Nhưng hậu vệ của đội tuyển Ấn Độ đã đón bắt được ý đồ. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Và rất nhiều khả năng tỷ số 1-0 sẽ được bảo toàn ở trong hiệp đấu này dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiệp 2 có lẽ sẽ là quãng thời gian mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ở giải đấu này thì các trận đấu mỗi đội có quyền tối đa thay đổi 6 cầu thủ. Và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại.